Chiều ngày 11 tháng 7, liên quan đến cáo buộc đạo văn giữa hai học sinh trường trung học cơ sở Lê Văn Tám và trung học phổ thông Gia Định khi cùng tham gia cuộc thi Genius Olympiad diễn ra vào tháng 6 năm 2023 tại Hoa Kỳ, cùng trách nhiệm của thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên trường trung học phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Thạnh và trường trung học phổ thông Gia Định yêu cầu báo cáo vụ việc, gửi về Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 14 tháng 7. Cụ thể, các đơn vị cần rà soát công tác đăng ký, cử viên chức và học sinh tham gia cuộc thi tại nước ngoài, trong đó làm rõ trách nhiệm, vai trò của lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý, cho phép học sinh và giáo viên tham gia các cuộc thi, hội thi ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gia Định được yêu cầu rà soát các nội dung liên quan, thực hiện quy trình xử lý viên chức đi nước ngoài chưa đúng mục đích và chịu trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị trong việc quản lý viên chức đi nước ngoài. Ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng gây ra 20 vụ cướp trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Nam có tuổi từ 19 đến 29, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh. Theo điều tra, trên tuyến quốc lộ 51 liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản, các đối tượng đi xe máy gắn biển giả và ra tay chớp nhoáng. Các đối tượng khai do không có việc làm ổn định và để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng nên cả bọn rủ nhau đi cướp giật tài sản. Từ cuối tháng 5 năm 2023 đến ngày bị bắt, nhóm này đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản. Chiều ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ 3 thanh niên liên quan đến vụ ném bom xăng vào nhà người dân. Trước đó, tối ngày 9 tháng 7, Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 2001, đi nhậu tại nhà người quen. Trong lúc nhậu, Sơn có ra ngoài đường đi tiểu và bị người nhà bà L nhắc nhở. Bực tức, Sơn đã rủ T, sinh năm 2006 và Trương Chí Thiện, đều ngụ thành phố Phan Thiết để trả thù. Tối ngày 9 tháng 7 và rạng sáng ngày 10 tháng 7, ba đối tượng đã dùng bom xăng chuẩn bị sẵn ném 2 lần vào nhà bà L. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 7, một lãnh đạo Công an huyện Karong Búc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang điều tra làm rõ vụ hàng chục cây sầu riêng của một hộ dân trên địa bàn xã Cư Né, huyện Karong Búc bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 7, anh B, xã Cư Né, đi ra vườn thì bất ngờ phát hiện nhiều cây sầu riêng trong vườn đã bị kẻ gian dùng dao ken gốc. Qua kiểm tra, có tổng cộng 19 cây sầu riêng đã bị kẻ xấu phá hoại. Toàn bộ số sầu riêng bị ken gốc đều đã hơn 5 năm tuổi, đang ra trái và dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ thu hoạch. Sáng ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp Công an thành phố Thuận An và Dĩ An triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Đỗ Thị Huyên, sinh năm 1986, quê tỉnh Bình Thuận cầm đầu. Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện Đỗ Thị Huyên hoạt động mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn để cung cấp cho các quán bar, club, karaoke trên địa bàn thành phố Thuận An và Dĩ An. Chiều ngày 10 tháng 7, lực lượng kiểm tra hành chính căn nhà tại địa chỉ 32/20, đường Vũng Thiện, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, do Huyên thuê ở, bắt quả tang Huyên đang bán ma túy cho Đinh Đức Liêm, sinh năm 1988, ngụ thị xã Bến Cát. Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 1kg ma túy đá, 65 viên nén thuốc lắc, cùng nhiều tăng vật có liên quan. Sáng ngày 11 tháng 7, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, liên quan đến vụ cô gái bị đôi nam nữ đánh vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thanh Thiên, 21 tuổi, ngụ ở thành phố Vị Thanh, và Võ Thiên Kim, 19 tuổi, vợ của Thiên, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cô gái bị đánh trong clip nói trên được xác định là L, 19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hiện Thiên đã bỏ trốn, phía công an thành phố Vị Thanh đang truy tìm, nếu không tìm được sẽ truy nã. Riêng Kim đang mang bầu nên được cho tại ngoại. Đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Lâm Đồng, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng,
phối hợp với công an và phòng y tế thành phố Đà Lạt kiểm tra đột xuất công ty cổ phần Quy Việt Nam ở số 67 đường An Bình, thành phố Đà Lạt và phát hiện 212 kg các loại thực phẩm đông lạnh đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứng từ. Các mặt hàng gồm phi lê nai, dẻ sườn bò, thịt đà điểu, vú heo, cá hồi. Tổng trị giá hàng hóa theo giá công ty này niêm yết là trên 24 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và sử dụng người trực tiếp kinh doanh không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Hiện Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trên. Ngày 10 tháng 7, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đã phối hợp công an xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, bắt quả tang nhóm 8 người đang thực hiện hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển đất mặt ruộng tại thửa đất thuộc tổ 5, ấp Hòa Ninh, xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Khi phát hiện tổ công tác đến kiểm tra, nhóm người trên bỏ chạy, lực lượng chức năng kịp thời vây bắt tạm giữ 6 người. Tại hiện trường, phát hiện 4 xe cuốc, 1 tàu sắt, 2 xe tải, 2 xe cải tiến, loại tải nhẹ tự chế và khoảng 50 mét khối đất đã chuyển xuống ghe. Theo cơ quan chức năng, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm người khai thác mặt đất tổ chức cào đất vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện có trường hợp khai thác đất mặt ruộng để bán trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.